Thưa quý vị, tuần vừa qua thì sắc đỏ đã bao trùm bảng giá tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam khiến cho chỉ số MXV Index có chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, đóng cửa tuần giảm 0,55% xuống còn 2.380 điểm. Và diễn biến chi tiết hơn thì biên tập viên Hiệu Chí sẽ có những phân tích cụ thể ngay sau đây. Xin bánh hữu trí ạ. Ờ, vâng, chị Minh Hằng. Thưa quý vị, trong tuần trước thì giá của các mặt hàng nhóm năng lượng đồng loạt giảm nhưng mà vẫn cao hơn mức trung bình của các phiên còn lại trong tháng. Cụ thể thì giá dầu WTI đóng cửa tuần với mức giảm là 0,23% và xuống còn hơn 83,5 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent thì giảm hơn 1% và xuống còn 53,7 đô la Mỹ một thùng. Giá khí tự nhiên giảm nhẹ 0,64% xuống còn 5,4 đô la Mỹ trên 1 triệu đơn vị canh. Đối với dầu thô thì giá đã chịu tác động mạnh mẽ từ những thông tin liên quan tới nguồn cung và trong đó thì nổi bật nhất là tin tồn kho dầu thô tại Mỹ đang cao hơn nhiều so với cùng kỳ trước đó. Bên cạnh Mỹ thì công ty xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới là Saudi Aramco đã công bố những số liệu kinh doanh tích cực về sản lượng dầu thô trong tháng 9 đạt gần 9,7 triệu thùng một ngày, tức là tăng hơn 680.000 thùng mỗi ngày so với cùng kỳ của năm ngoái. kể từ khi cuộc khủng hoảng năng lượng lan rộng cho tới nay, thì đây là tuần đầu tiên giá các nhiên liệu đầu vào đồng loạt giảm. Nhưng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này vẫn sẽ còn dư âm kéo dài đối với các ngành công nghiệp khác nên chưa thể khẳng định là xu hướng giảm đã rõ ràng. Thực tế là nhu cầu đang tăng lên, nhưng các nước như là nga và nhóm OPEC vẫn nắm quyền điều tiết nguồn cung. Vì thế mà sự thay đổi về các chính sách sản lượng sẽ là yếu tố mạnh nhất có thể quyết định giá năng lượng sẽ tăng hay là giảm trong giai đoạn cuối năm nay. Như vậy là dù giá dầu thô sụt giảm nhưng mà nhu cầu dầu thô vẫn đang ở mức tốt và được dự báo rằng sẽ đạt gần 99 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm nay. Bên cạnh đó thì trong hội nghị các bên tham gia công ước chung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu trong tuần qua thì các nhà lãnh đạo đã đặt mục tiêu là cắt bỏ thói quen sử dụng than trên toàn cầu.